mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Bất ngờ cuộc điện đàm đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ tạo bước ngoặt trong xung đột Ukraine. Quân đội Moscow đẩy đòn tấn công vào thành trì quan trọng của Kiev, pháo đài Donetsk sụp đổ. Nghi vấn Nga tăng cường vũ khí hóa học, Moscow nói gì về kế hoạch của ông Trump? Tổng thống Nga Putin tiết lộ sáng kiến hòa bình đột phá, liệu có hy vọng nào mới cho xung đột Ukraine? Xung đột Nga-Ukraine ngày 25 tháng 6, hình ảnh vệ tinh hé lộ hậu quả vụ nổ tại cơ sở quân sự Nga ở Crimea. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm hôm thứ Ba 25 tháng 6, lần đầu tiên sau hơn một năm. Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã thảo luận về tầm quan trọng của các đường dây liên lạc mở. Thiếu tướng không quân Patrick Ryder cho biết, ông Austin đã bắt đầu cuộc trò chuyện và đây là cuộc gọi đầu tiên giữa họ kể từ tháng 3 năm 2023, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belousov đã cảnh báo người đồng cấp Austin về sự nguy hiểm của việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine trong xung đột kéo dài 28 tháng, với Nga sẽ dẫn tới nguy cơ căng thẳng gia tăng hơn nữa. Trong cuộc điện đàm, các bộ trưởng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc giữa hai nước. Phía Nga cho biết trong cuộc trò chuyện, ông Austin đã nêu ra chủ đề về khả năng gửi quân đội Mỹ tới Ukraine, đồng thời lưu ý rằng Mỹ không có kế hoạch thực hiện điều này, cả bây giờ và trong tương lai. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder, Washington chưa thông qua quyết định về việc điều chuyển binh lính hoặc các nhà thầu quân sự sang Ukraine. Cuộc xung đột Ukraine đã khiến cho mối quan hệ giữa Moscow và Washington rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Hồi cuối tuần trước, Moscow cho biết Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea bằng 5 tên lửa do Mỹ cung cấp, khiến 4 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương. Nguồn cung cấp của Mỹ cho Ukraine được nối lại vào tháng 4 với sự chấp thuận của Quốc hội về gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ. Mỹ cho biết họ sẽ ủng hộ yêu cầu của Ukraine về quân đội Nga rời khỏi Ukraine và khôi phục biên giới hậu Xô Viết của đất nước này. Được biết lần cuối Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước liên lạc là vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Trong cuộc điện đàm đó, ông Austin đã nói với cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về hành vi nguy hiểm của các phi công chiến đấu cơ Nga đã khiến cho máy bay không người lái của Mỹ rơi ở Biển Đen gần Ukraine. Các lực lượng Nga đã phát động cuộc tấn công phối hợp vào Krasnohorivka và tiến vào bên trong thành phố, có ý nghĩa chiến lược ở khu vực Donetsk. Theo báo cáo của phân tích từ Deep State, chuyên trang theo dõi phân tích tình hình chiến sự Ukraine, Deep State vốn có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GRU cho biết rằng quân đội Nga đã triển khai một cuộc tấn công 3 mũi nhọn vào Krasnohorivka. Ngày 24 tháng 6, các nhà phân tích của Deep State đã nhấn mạnh rằng quân đội Nga đã tiến vào Krasnohorivka và đã lưu ý vị trí quan trọng chiến lược của Krasnohorivka trong cuộc xung đột đang diễn ra và cập nhật bản đồ chiến đấu cho thấy quân đội Nga đã tiến vào trong thành phố. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng giao tranh ác liệt vẫn đang xảy ra ở thành phố này. Ngoài ra, lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine EFU cũng đã ghi nhận hoạt động ngày càng gia tăng của Nga theo hướng Kurakhovo gần Krasnohorivka, tỉnh Donetsk. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đối phương đang cố gắng tiến lên trên nhiều mặt trận nhưng gặp phải sự kháng cự quyết liệt của binh sĩ Ukraine, dẫn đến thương vong và tổn thất đáng kể về trang thiết bị. Xung đột cũng gia tăng ở Novoalexandrivka, một ngôi làng gần Krasnohorivka. Các quan chức quốc phòng Ukraine mô tả ngôi làng đang phải hứng chịu hỏa lực dày đặc của đối phương. Trong khi đó, theo tờ Red Novka của Nga đã đưa tin, lực lượng của Moscow đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine gần Toretsk, cũng là một thành phố chiến lược tỉnh Donetsk, giành được chỗ đứng tại một trong những quận của thành phố sau khi quân đội Nga tháo chạy. Theo đó, ở Toretsk, quân đội Nga đã giành được chỗ đứng trong tiểu khu Seveny, chiếm giữ các đường Zelenia và Mara. Giao tranh đang diễn ra trên thành phố Kievskaya, cũng như tại ngã ba với tiểu khu Druzhba. Ở phía đông Donetsk, lực lượng của Moscow đã chiếm được bãi thải cùng với các loạt cộng sự của Ukraine. Quân đội Ukraine được cho là không thể giữ vững các vị trí đã được chuẩn bị trước đó mà buộc phải tháo chạy, rút lui vào nội thành. Điều này cho thấy Kiev không còn đủ người để kiểm soát toàn bộ vành đai tuyến phòng thủ bên ngoài Donetsk và có thể mở ra cơ hội cho lực lượng Moscow tiếp tục tấn công sâu vào bên trong thành phố.
Theo Kiev Independent, trong ngày 25 tháng 6, lực lượng hậu cần của Ukraine đã cáo buộc Nga tăng cường sử dụng các loại vũ khí hóa học trên tiền tuyến. Phía Ukraine cho biết, chúng tôi đã ghi nhận 715 trường hợp sử dụng vũ khí hóa học của đối thủ trong tháng 5, nhiều hơn 271 vụ so với tháng 4. Tính từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, đã có 1.385 binh sĩ Ukraine phải nhập viện vì ảnh hưởng của vũ khí hóa học. Trước đó, Kiev nhiều lần đã chỉ trích Moscow vì sử dụng chloropicrine và các loại vũ khí hóa học khác trên tiền tuyến. Loại chất này là chất bị cấm trong khuôn khổ Công ước về vũ khí hóa học CVKC, có hiệu lực từ năm 1997. Trong khi đó, Điện Kremlin đã nói rằng mọi kế hoạch hòa bình của ông Trump đều phải được đánh giá đúng tình hình trên tiền tuyến. Ukraine tố Nga tăng cường sử dụng vũ khí hóa học. Theo The Guardian, trong ngày 25 tháng 6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng về kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine do hai cố vấn của ông Trump tiết lộ. Ông Peskov cho biết, mọi kế hoạch hòa bình mà chính quyền của Tổng thống Trump đề xuất trong tương lai cần phản ánh đúng thực tế trên tiền tuyến. Một đề xuất chỉ có giá trị nếu nó đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Tuy vậy, như Tổng thống Putin đã nói nhiều lần, Nga luôn sẵn sàng cho mọi cuộc đối thoại. Trong bình luận của mình, quan chức Điện Kremlin cũng trả lời về nghi vấn Serbia gián tiếp viện trợ đạn dược cho Ukraine. Ông Peskov nói thêm, chúng tôi đã được nghe về thông tin này. Nga sẽ liên lạc với những người bạn Serbia để trao đổi cụ thể. Trước đó, Kate Kellogg và ông Fred Flint, hai cố vấn cấp cao của ông Trump, đã hé lộ về kế hoạch chấm dứt xung đột nếu cựu Tổng thống Mỹ chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Cụ thể, kế hoạch này sẽ yêu cầu cả Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán nhằm tiến tới một lệnh ngừng bắn dựa trên diễn biến thực tế. Ông Kellogg nói rằng chúng tôi sẽ yêu cầu Ukraine tiến hành đàm phán. Nếu không, Mỹ sẽ cắt viện trợ. Chúng tôi cũng sẽ nói với Nga điều tương tự. Nếu không, Mỹ sẽ cung cấp thêm các loại vũ khí tầm xa cho Kiev. Bên cạnh đó, ông Flint nói rằng kế hoạch hòa bình sẽ bao gồm cả biện pháp an ninh bổ sung cho Ukraine, nhưng sẽ hoãn tiến trình gia nhập NATO. Ông Flint lập luận, Moscow sẽ dễ bị thuyết phục hơn nếu NATO chỉ hoãn kết nạp Ukraine. Hai cố vấn của ông Trump tiết lộ, cựu Tổng thống Mỹ đã đưa ra những phản hồi tích cực với kế hoạch nêu trên. Tuy vậy, phát ngôn viên của ông Trump nhấn mạnh rằng thông tin này không được coi là một tuyên bố chính thức. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định tại diễn đàn Primakov Readings lần thứ 10 ngày 25 tháng 6 rằng sáng kiến hòa bình của Nga có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và thúc đẩy một tiến trình ngoại giao. Tổng thống Putin cho biết, ông tự tin rằng diễn đàn sẽ tạo ra sự quan tâm thỏa đáng đến đề xuất của Nga nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách hòa bình. Tổng thống Putin nói rằng, tôi hy vọng khác với nhiều chính trị gia phương Tây, thậm chí không muốn nhìn vào bản chất sáng kiến của chúng tôi. Những người tham gia diễn đàn này sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng và phù hợp, cũng như có thể thấy rằng nó thực sự thúc đẩy, ngăn chặn xung đột, đồng thời chuyển sang tiến trình chính trị và ngoại giao. Trước đó, tại cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga ngày 14 tháng 6, ông Putin cho biết Nga sẽ sẵn sàng giải quyết các khủng hoảng Ukraine, ám chỉ đến việc ông công nhận tình trạng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Các khu vực Kherson và Zaporizhia là lãnh thổ của Nga, quy định tình trạng không liên minh và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự và phi phát xít hóa nước này, cũng như dỡ bỏ biện pháp trừng phạt Moscow. Diễn đàn Primakov Reading được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015. Diễn đàn là nơi thảo luận về các mối quan hệ quốc tế, những thách thức trong lĩnh vực an ninh quốc tế và những mô hình tương tác mới giữa các nhân tố trong nền chính trị thế giới. Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã cho biết, Nga không tổ chức bất kỳ cuộc trao đổi bí mật nào với phương Tây về tình hình Ukraine. Ông Lavrov nói, chúng tôi không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán bí mật nào với bất kỳ ai. Phương Tây đã từ chối đàm phán dựa trên một nền tảng công bằng, đó là chưa kể với việc ông Zelensky cấm lãnh đạo Ukraine đàm phán với Nga. Ông cũng đề cập về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14 tháng 6 đã đưa ra các đề xuất là kết quả của những phân tích đúng mực mang tính xây dựng về tình hình thực tế. Tuy nhiên, phương Tây đã không đưa ra phản hồi thực chất. Hình ảnh vệ tinh đã ghi lại dấu vết đám cháy tại một cơ sở quân sự của Nga ở Vintine, gần thành phố Yepatoria, bán đảo Crimea, nơi xảy ra những vụ nổ lớn vào ngày 23 tháng 6. Theo OpenStreetMap, tổ hợp đo lường và chỉ huy số 40, một phần của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đóng tại cơ sở này. Đây là đơn vị quan trọng thuộc hệ thống liên lạc không gian và định vị vệ tinh của Nga. Chuyên gia quân sự Anatoly Kravchinsky cho biết, các hệ thống thu nhập dữ liệu và giám sát vệ tinh Liana, bao gồm vệ tinh Lotus và Pion NKS, đều được đặt tại trung tâm này. Pion NKS được sử dụng chức năng định vị vô tuyến chủ động để trinh sát hải quân và thu thập dữ liệu. Ông nói thêm rằng,
quân đội Nga cũng có thể sử dụng trung tâm này để kiểm soát các nhóm vệ binh được thiết kế để gây nhiễu tín hiệu liên lạc của vệ binh đối phương. Ở một diễn biến khác, trong vòng 24 giờ qua, hệ thống phòng không của Nga đã loại bỏ 176 máy bay không người lái của Ukraine, 6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, 4 tên lửa Patriot, 10 tên lửa HIMARS và Vampire. Báo cáo được đưa ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine phóng một tên lửa vào thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea hôm 23 tháng 6, trong đó có 5 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp được trang bị đầu đạn chùm. 4 tên lửa đã bị phòng không Nga bắn hạ, nhưng một tên lửa cuối cùng đã phát nổ trên không trung ở thành phố Sevastopol. Sau vụ tấn công vào Sevastopol, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Nga. Bộ này cảnh báo rằng việc Washington khuyến khích chính quyền Ukraine kéo dài tình trạng thù địch bằng cách tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ bị trừng phạt. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!